Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 9 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Tân Mão, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh tùng bách mộc ngày Tân Mão, tức can khắc chi, nghĩa là kim khắc với mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm tùng bách mộc kỵ tuổi Ất Dậu, kỵ Dậu ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi, kỵ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi thành mộc cục, xung với Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức hợp tốt mọi việc, sao Nguyệt Đức hợp tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Thánh Tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao lục hợp, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao hoang vu, xấu mọi việc, sao câu trận, kỵ về an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng thứ tư ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022. Bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này sẽ làm cho bạn trải qua một ngày đang có sự vô lễ và nhắc nhở bạn tuổi Tý chớ tỏ thái độ trứng khôn hơn vịt, khiến cho người lớn tuổi cảm thấy khó chịu với bạn. Và tốt hơn hết là với bạn tuổi Tý trong ngày này nên biết lắng nghe. Với bạn, hay tự nghĩ mình xuất sắc rồi nói quá nhiều về bản thân mình là điều không hề phù hợp cho bạn trong lúc này. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày có tiền bạc rụng rịnh trong tay, nhưng đó cũng có thể là cái bẫy. Vì vậy với bạn tuổi Tý cũng cần phải cẩn trọng trong việc chi tiêu, cũng cần phải biết tiết kiệm, quản lý tiền bạc một cách hợp lý là nhiệm vụ mà bạn cần phải làm trong ngày hôm nay, ngay cả những ngày tiếp theo nữa. Với bạn tuổi Tý cũng đừng có để cho ai hay là bất cứ thứ gì cám dỗ bạn nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có mộc thủy tương sinh. Điều này sẽ mang lại cho bạn có được sinh lực, năng lượng mới, giúp cho bản mệnh có thể cảm thấy khỏe mạnh, vững tin để thực hiện một số mục tiêu trong cuộc sống. Và lúc này với bạn tuổi Tý, bạn cũng ăn uống khoa học hơn, luôn tìm cách tránh xa những món ăn gây hại cho sức khỏe nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, đừng có giấu giếm vấn đề của mình, rồi mong mọi người thông cảm. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, có những điều khiến cho bạn cảm thấy nối tiếc. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, bạn đang thiếu đi năng lực hành động cho nên không quyết liệt. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, cần sự chỉ dẫn, hỗ trợ của người có nhiều kinh nghiệm. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, hãy khiêm tốn mới học hỏi được nhiều hơn.
Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 78, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi Sửu có được sự quyết đoán để nhanh chóng đưa ra được những lựa chọn phù hợp với bản thân mình, không để cho cơ hội trôi qua một cách lãng phí, nhất là vấn đề về đường tài lộc. Với bạn tuổi Sửu, bạn không còn do dự mà bỏ lỡ đi cơ hội kinh doanh phát tài đến với mình nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Điều này cho thấy sự mâu thuẫn trong chính gia đình của bạn lúc này làm bạn khó cân bằng được thời gian dành cho công việc và nửa kia. Vốn dĩ việc kinh doanh kiếm tiền đòi hỏi đầu tư thời gian và công sức, trong khi đó người ấy thì luôn trách móc bạn vô tâm nữa. Dẫu vậy, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, bạn vẫn sớm phải tìm ra cách để cân đối lại cuộc sống của mình đi thôi. Bạn hãy tâm sự, chia sẻ với người ấy nhiều hơn để có được sự ủng hộ của hậu phương. Dù không muốn tranh cãi thì bạn vẫn phải đối mặt, trò chuyện với người ấy để hiểu hơn về công việc mà bạn đang làm nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim có thêm sự quyết đoán để nhanh chóng đưa ra được lựa chọn phù hợp. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy không còn do dự mà bỏ lỡ đi cơ hội kinh doanh phát tài đến với mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa khó cân bằng được thời gian dành cho công việc và nửa kia. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ gia đình tồn tại nhiều mâu thuẫn âm ỉ khiến cho không khí căng thẳng. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc nên tâm sự chia sẻ với người ấy nhiều hơn để có được sự ủng hộ của đối phương. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 37, số 56, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh và đây là cát thần sẽ che chở cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay, mang tới cho bạn có được năng lượng tích cực, hăng hái để bạn tập trung giải quyết những công việc. Có những thời điểm tiến độ công việc của bạn vượt trội so với mọi người mong đợi, chính điều đó đã khiến cho cấp trên hài lòng và đánh giá cao về con người của bạn nữa rồi. Hơn nữa, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần, bạn có nhiều tham vọng và mong muốn có thể thực hiện được tất cả bằng chính năng lực của bản thân mình và cố gắng hết mình để làm được điều đó. Với tinh thần trách nhiệm cao và không để cho mình lùi bước, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, sẽ giúp cho bạn sớm chạm tay vào được những ước mơ của mình. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc khí vượng. Điều này cho thấy sức khỏe của bạn lại không được tốt cho lắm. Có thể với bạn đang thường xuyên làm việc với cường độ cao đã bào mòn sức khỏe, khiến cho bạn cảm thấy có những dấu hiệu làm việc quá sức. Công việc quan trọng nhưng với bạn tuổi Dần cũng đừng quên nghỉ ngơi hợp lý, giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy có động lực tập trung giải quyết công việc, tiến độ công việc vượt trội so với mong đợi. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa khiến cho cấp trên hài lòng và đánh giá cao về bạn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ có nhiều tham vọng và mong muốn thực hiện bằng được với năng lực của bản thân mình. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc có tinh thần trách nhiệm cao và không để cho mình lùi bước trước mọi khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, có thể cơ thể của bạn đang có dấu hiệu lao lực do thường xuyên làm việc với cường độ cao. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 78, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tuất.
Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn đang có điềm báo trải qua một ngày không được tốt cho lắm. Với bạn tuổi Mão dễ gây ra những tác động tiêu cực khiến cho tinh thần của bạn trở nên bất ổn, dễ gây ra sai sót không đáng có. Vì thế, nếu có thể, trong ngày hôm nay bạn hãy tránh làm những công việc quan trọng nhé. Vào ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, thậm chí nếu như bạn tỏ thái độ khó chịu, có lời nói không đúng mực, không đúng địa điểm, còn dễ mang họa vào thân, bị tiểu nhân hãm hại, vướng vào thị phi, lao lý. Trường hợp nặng còn có thể ảnh hưởng tới con đường tiến thân của bạn trong tương lai, do đó với bạn cần phải thật cẩn trọng trong ngày hôm nay. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Với bạn cũng đang có điềm báo trong ngày hôm nay không được may mắn trong chuyện tình cảm. Dường như với bạn vẫn chưa tìm ra được bí quyết để duy trì mối quan hệ hạnh phúc và bền vững, nỗ lực nhiều mà kết quả vẫn chưa thực sự khả quan như mong muốn. Có những thời điểm với bạn vô cùng là nản lòng, chỉ muốn buông xuôi tất cả mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, tinh thần trở nên bất ổn, dễ gây ra sai sót không đáng có. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, nếu có thể hãy tránh làm những việc quan trọng trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, dễ mang họa vào thân, bị tiểu nhân hãm hại nếu như tỏ thái độ không đúng mực. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, chưa tìm ra được bí quyết để duy trì mối quan hệ hạnh phúc bền vững. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, đường tiến thân của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi những sai sót nhỏ nhặt. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 72, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày. Khi với bạn đang có xích mích với ai đó thì ngày hôm nay đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ giúp, cho nên sẽ là thời điểm mà bạn và họ có thể hóa giải được những xung đột, tháo gỡ mọi hiểu lầm. Với bạn tuổi Thìn, bạn đừng có giữ mãi ở trong lòng những thù hận không đáng, chúng chẳng đem lại cho bạn lợi ích gì, chỉ khiến cho bạn càng thêm mệt mỏi và tổn thương mà thôi. Trong ngày thứ tư này, với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, điều này nhắc nhở bạn nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Và ngày hôm nay, bạn đang sống quá với bản năng, cảm xúc thất thường có thể sẽ khiến cho bạn bị mờ mắt, không nhìn nhận được mọi chuyện khách quan. Việc phân tích sự việc sao cho đúng đắn là một thách thức rất lớn đối với bạn trong ngày. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này sẽ ảnh hưởng tới tình hình tài chính hiện tại của bản mệnh. Với bạn đang có nguy cơ tiêu dùng, mua sắm quá tay, vượt cả hạn mức bản thân mình cho phép. Và bạn cần phải nghiêm khắc với bản thân mình, tránh việc mua thêm để bản thân mình vướng vào nợ nần nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, nối tiếc lúc này cũng đã quá muộn màng rồi. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, lắng nghe giúp cho bạn học hỏi được nhiều hơn mỗi ngày. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, dẹp được rắc rối quá khứ, cuộc sống của bạn sẽ càng thêm rực rỡ. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, hãy học cách tiết kiệm trong từng việc nhỏ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tận dụng lợi thế để đạt được mục tiêu của mình đề ra. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 30, số 82, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh và đây là tín hiệu tốt cho công việc của bạn trong ngày hôm nay. Có thể là công sức cùng sự vất vả của bạn trong khoảng thời gian vừa qua đang được cấp trên mọi người ghi nhận.
Nhiều người đạt được thành công trong ngày hôm nay, thế nhưng không ít người vẫn chưa đạt được điều mà mình mong đợi. Với bà Thủ Tỷ, bạn hãy cứ kiên nhẫn và tiếp tục nỗ lực, với bạn sẽ có được thành quả xứng đáng cho mình nhé. Vận trình ngày thứ tư này với bà Thủ Tỵ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này cho thấy với bạn đang rất hạnh phúc bên một nửa của mình. Không những thế, những việc bạn làm thường xuyên nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người thân và những người bạn bè của mình nữa. Ngày này, xem tử vi cho thấy, theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày có sao bích, ngũ hành, thủy, đây là ngày tốt. Và theo khổng minh, hôm nay cũng là ngày tốt, cầu tài, đều được, đi đâu, làm điều gì cũng sẽ được thông thuận. Vì vậy, với bà Thủ Tỵ, nên sắp xếp để thực hiện những công việc sao cho đạt hiệu quả tốt nhất. Và ngày hôm nay, nếu như bạn xuất hành đi xa, thì bạn cũng đừng quên nên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng Tây Nam. Đây là hướng giúp cho bạn công việc sẽ đạt được nhiều thành công và có được quý nhân giúp sức nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, điều trước tiên mà bạn cần phải làm là xác định vị trí của mình ở đâu. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, bạn cảm thấy trống vắng vì không hiểu mục tiêu của mình là gì. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, hãy giúp ai đó trong khả năng có thể, với bạn sẽ không phải hối hận. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, có cảm giác ngượng ngùng khó nuối vì bạn không mấy quen thuộc. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, hãy tận dụng tất cả những lợi thế của mình đang có. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 85, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Ngọ, thứ tư, ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022. Với bà tuổi Ngọ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo trải qua một ngày không được tốt cho lắm. Vì với bà tuổi Ngọ trong ngày này, cứ làm là hão việc, lợi không hẳn là do bạn, có thể là ai đó vô tình hoặc là cố ý gây hại bạn. Và trong ngày hôm nay, thay vì cố gắng làm nhiều hơn thì với bạn nên tập trung vào chất lượng, hãy cẩn thận làm từng việc và không quên quan sát xung quanh mình nữa nhé. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này khuyến khích bạn nếu như có nảy ra ý tưởng nào đó, với bạn hãy ghi chép lại, sau đó tìm hiểu thực tế để xem bạn có thể áp dụng vào thực hiện ngay hay là không. Chớ đưa ra những kết luận vội vàng khi bạn chưa thực sự nắm rõ mọi thông tin nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ hỗ trợ cho mục tiêu về tiền bạc của bạn dần dần được ổn định. Có thể với những khó khăn trước mắt với bạn vẫn đang còn và đây chỉ là bước tiến nhỏ mà thôi, nhưng cũng đủ để mang lại cho bạn có được những năng lượng tích cực nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, đừng có nghĩ thêm mưu kế, hãy biết đủ là được. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, thương nhớ chuyện cũ cũng chẳng có ích gì. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, một số mong ước của bạn toại nguyện. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, hãy xác định mục tiêu của bạn một cách rõ ràng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, bạn đã có bước tiến xa hơn so với trước đây. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 77, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão. Tử vi tuổi Mùi, thứ tư, ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy trong ngày này những cặp đôi được tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào với sự giúp đỡ của ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi trợ mệnh. Hai người còn tìm được cách làm mới tình yêu bằng những cuộc hẹn hò lãng mạn riêng tư, và đây cũng là lúc mà đối với những bạn đang còn độc thân, bất ngờ vì người cũ muốn quay lại khiến cho bạn cảm thấy phân vân nữa nhé. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh. Điều này sẽ dự báo cho bạn
có thể sẽ gặp phải một số bực dọc với ai đó và buông lời phàn nàn, trách móc. Tuy nhiên, với bạn cũng nên kiềm chế lại, đừng có quên rằng bạn cũng có thể học hỏi được rất nhiều điều từ chính những sai lầm của họ. Bạn hãy nhìn mọi việc dưới góc độ tích cực hơn bạn tuổi Mùi nhé. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có Mộc Thổ xung khắc, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là đừng nên tìm cách chỉ dạy ai đó về vấn đề tiền bạc. Người khác cũng có được những sáng kiến riêng, họ cũng thích làm theo thói quen của mình, và bạn cũng cần phải tinh tế trong việc thảo luận và giao tiếp với mọi người nữa bạn tuổi Mùi nhé. Và câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, hãy ưu tiên giải pháp phù hợp nhất với mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, bạn không thể khuyên người khác muốn nghe theo mình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, đừng trốn tránh trách nhiệm của bạn ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, bạn đừng cố gắng tìm hiểu về những chi tiết quá mức. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, hãy tìm hiểu ngọn ngành sự việc một cách cụ thể. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 76, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này sẽ gây ra không ít trở ngại cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Khi với bạn tuổi Thân, thái độ làm việc của bạn có phần chỉnh mãng, điều này sẽ khiến cho cấp trên và mọi người không hài lòng về bạn. Suy cho cùng, mọi thứ cũng là do chính bạn gây ra, cho nên với bạn tuổi Thân, bạn nên tự chấn chỉnh lại bản thân mình thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh hay là một ai đó nhé. Dù lý do cá nhân hay là gì đi chăng nữa, trong ngày hôm nay, với bạn tuổi Thân cũng nên rạch ròi giữa việc công và việc tư. Với bạn cũng cần phải tuân thủ quy định đã được đặt ra thay vì làm tất cả theo ý của mình. Và khi ở trong một môi trường tập thể, với bạn cũng cần phải đặt lợi ích của tập thể lên cao nhất bạn tuổi Thân nhé. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Điều này sẽ làm cho cái chuyện tình cảm của bạn không được êm đẹp cho lắm. Có lẽ một phần là nguyên nhân khiến cho bạn tuổi Thân thiếu đi sự tập trung trong công việc ngày hôm nay. Và ngày này với bạn tuổi Thân, bạn thường hay nổi nóng với nửa kia của mình. Bạn mạnh không nên trút những cơn nóng giận lên đầu của người thân thiết nhất một cách vô cớ như vậy, bởi mọi hành động của người ấy chỉ xuất phát từ sự lo lắng và quan tâm tới bạn mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy có thể bị cấp trên khiển trách vì thái độ làm việc chạnh mạng của mình. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa nên tự chấn chỉnh lại bản thân thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ cần phải rạch ròi giữa việc công và việc tư, đặt lợi ích của tập thể lên cao nhất. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tình cảm trục trặc do những trận nổi nóng vô cớ. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, không nên trút những cơn nóng giận lên đầu của người thân. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 73, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Dậu trải qua một ngày không được tốt cho lắm. Khi với bạn tuổi Dậu đang thiếu đi sự kiên nhẫn, với bạn dễ bực mình khi phải giải thích vấn đề gì đó. Khuyên nhủ người khác là điều tốt, nhưng với bạn tuổi Dậu cũng đừng có quá sa đà vào việc chỉ trích. Góp ý dựa trên tinh thần xây dựng là cách để cho hai phía cùng tiến bộ và tốt hơn. Do đó, với bạn tuổi Dậu nên thận trọng và làm chủ lời ăn tiếng nói của mình nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được những lời mời ăn uống hoặc là một cuộc tụ tập gặp gỡ với bạn bè.
Nhưng với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đừng cố quá sa đà mà quên đi công việc hiện tại của mình. Bạn cũng cần phải biết bố trí thời gian sao cho phù hợp cho từng công việc để có thể giải quyết chúng một cách nhanh gọn, không bị chồng chéo. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này làm cho bạn đang có điềm báo. Các chuyện tình cảm của bạn rất có thể sẽ cảm thấy thất vọng về cách đối xương cư xử với mình. Cho dù bạn đã chân thành, trao đi yêu thương, bạn cần phải hiểu rằng tình cảm không phải là món quà cho và được nhận. Đó đơn giản là cảm xúc. Khi họ không yêu thì bạn cũng chỉ chọn cách ra đi là tốt nhất mà thôi. Về câu quyết cho bà tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, đôi khi khó khăn ở hiện tại lại là may mắn cho bạn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, qua những bể Dậu bạn mới trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hạnh phúc ngay trước mắt mà bạn phải mãi mít tìm kiếm ở đâu xa vời. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, hãy giữ niềm tin mãnh liệt vào con đường mà mình đã chọn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, bạn chẳng thể nào lên kế hoạch cho mọi thứ. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 81, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở. Điều này sẽ giúp cho bạn giải quyết được khá nhiều việc với sự trợ giúp từ những người xung quanh cũng như là đồng nghiệp hay là bạn bè. Và với bạn tuổi Tuất á, hãy nói lời cảm ơn tới họ vì không phải ai cũng nhiệt tình giúp đỡ cho bạn như vậy đâu nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn trong ngày hôm nay, nếu như có những bí mật riêng với bạn cũng chớ có nói ra với ai, cho dù đó là bạn bè thân đi chăng nữa. Hành động này có thể sẽ khiến cho bạn rơi vào cảm giác bất an, lo lắng, thậm chí khiến cho bạn mất niềm tin vào một người nào đó. Nói chung, với bạn, lòng tin là thứ xa xỉ trong ngày hôm nay nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này sẽ khiến cho bạn cảm thấy nỗi tiếc với những gì mà bạn chưa làm được cho người ấy. Với những kỷ niệm cũ trong quá khứ sẽ làm phiền tới bạn trong ngày hôm nay. Và nếu như bạn tuổi Tuất không biết cách tự thoát khỏi chuyện tình cảm đã qua thì rất khó mở ra được tương lai tốt đẹp cho bạn trong chuyện tình cảm nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, lắng nghe lời nhắc nhở của người đi trước. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, tránh xa những kẻ hay rêu rắc những thị phi. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, bạn chẳng thể nào trốn tránh được vấn đề được mãi. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, hãy nỗ lực từng bước nhỏ một. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, tránh đối đầu với kẻ hay gây gổ. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 88, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Hợi trải qua một ngày tình duyên thêm phần vượng sắc, nhất là đối với những người đang còn độc thân sẽ có được nhiều cơ hội tìm hiểu và theo đuổi một người nào đó. Với những ai đã có gia đình trong ngày hôm nay lại nên thận trọng với bạn, sẽ dễ bị cuốn hút bởi người khác giới nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này sẽ mang lại cho bạn có được năng lượng dồi dào để nhiệt tình làm việc. Thế nhưng với bạn tuổi Hợi cũng đừng có ôm đồm quá nhiều công việc vào trong người ngày hôm nay. Với bạn không thể nào làm hết được mọi thứ, bạn hãy tập trung vào những việc quan trọng, việc lớn cần ưu tiên hoàn thành trước nhé.
May mắn là bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, điều này cũng cho thấy niềm vui của bạn trong ngày hôm nay còn đến từ việc bạn cảm thấy rất khỏe mạnh, lạc quan, yêu đời. Nhất là nhiều người hồi phục được sức khỏe một cách nhanh chóng, có được cơ hội chữa bệnh, gặp được thầy, được thuốc nữa rồi. Về câu quý cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, bạn đủ bao dung để tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, mỗi khi giúp được người khác với bạn cảm thấy rất hạnh phúc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, tình người ấm áp khiến cho bạn cảm thấy vui hơn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, ghen tị làm gì với hạnh phúc của người khác. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, tinh thần lạc quan mới là yếu tố quan trọng cho bạn trong lúc này. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 76, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Ngọ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.